Chào các bạn. Group Zalo của game vừa đưa ra những gợi ý cho S cộng sắp tới sẽ ra mắt ở sự kiện vòng quay vào thứ bảy. Đó là hai trong ba con Darkrai này, TNC và Regigas. Trong đó TNC nó sẽ đi kèm với cả một trong hai con đó Darkrai hoặc là Regi. Thì trong hai con này khả năng cao là con Darkrai nó sẽ ra cùng với cả TNC rồi. Hai con này đều tốt cả. Còn nếu mà các bạn muốn chơi Regigas ở trong cái bản thần thú đại chiến này thì nó cũng sẽ rất là mạnh khi nó lên được 8 sao thì mình sẽ review nó sau. Với 2S+ cộng này, TNC, một con thuộc dạng hỗ trợ nhưng mà nó cũng có thể làm phòng thủ được. Với Darkrai, đây là một con thuộc dạng khống chế và sát thương sát thương mà nó gây ra cũng rất là ổn. Thì hai con này là hai con S+ cộng tốt dành cho toàn bộ người chơi. Trong hai con này thì nếu mà lên 8 sao của TNC thì nó sẽ tạo ra được ngay từ lượt đầu đó là một bức tường pha lê để giúp tim bạn còn là như là, tránh được những đòn sát thương từ ban đầu này còn với đắc thì nó, nó, sẽ là một con có khả năng khống chế rất là tốt với cứ đến lượt hành động của nó sẽ làm cho ngẫu nhiên một địch sẽ bị ngủ với tỷ lệ là 50 cả hai con này thì mình đã review ở trong những clip trước rồi thì các bạn có thể xem lại ở trong cái phần phản hồi mình để cái đường link để review hai S cộng này TNC với Darkrai hiện tại trong game thì nó đã ra mắt thêm một số gói khuyến mại mới gọi là gói siêu khuyến mại và khói khuyến mại nó sẽ có ở trong này trong vòng một tháng thì cái này thì dành cho những bạn nào mà hay nạp nhiều điều này nó sẽ làm cho những trò chơi, chơi ít nạp và nạp nó sẽ có sự phân cách cực kỳ rõ rệt nhất là trong cái cuộc đua đấu giá chẳng hạn và đương nhiên là có nhiều kim cương hơn ở mấy cả cái nhiều kim cương với cả cái mảnh vạn năng hơn thì người chơi đó cũng sẽ lên sao những S cộng hay S hay bậc S dễ dàng hơn rất là nhiều gói này cái này thì trong các bản tiếng Anh bản đài hay bản trung đều không có những cái gói như thế này với hai S cộng đợt này một là TNC một Pokemon hỗ trợ có khả năng tạo ra tường pha lê chắc chắn giống như thế này để giúp cho team bạn chống được những sát thương và kèm theo đó đó là cái tường pha lê này nếu mà bị vỡ thì nó lại hồi máu cho toàn bộ tim của bạn. Nếu mà lượng máu mà thừa ra thì lại chuyển thành khiên. Tnc là một pokemon thuộc dạng hỗ trợ là chính nhưng mà khả năng phòng thủ của nó cũng rất là ổn và hầu như bộ skill của nó sẽ tăng thêm cho nó phòng thủ và hỗ trợ cho tim. Đó là khiên. Nếu bạn mà có sẵn, kiểu dạy như là một con, kiểu như là tam ổn rồi phòng thủ cũng tạm tạm thì bạn nên lấy thêm Tnc để bổ trợ cho pokemon đam của bạn Nó sẽ tạo ra một cái khiên rất là tốt Để giúp cho Pokemon bạn sinh tồn tốt hơn Còn với Darkrai Nếu bạn nào mà đã lấy Luza hay Kyo đợt vừa rồi Cảm thấy hàng phòng thủ của bạn rất là ổn rồi Thì các bạn muốn thêm một con có thể khống chế địch Và gây ra sát thương cũng rất là ổn Thì đó chính là Darkrai Darkrai thì cứ đến lượt hành động của nó thì nó sẽ có 50% tỷ lệ là ngẫu nhiên một địch sẽ bị ngủ. Ví dụ như con chuột ở hàng sau đã bị ngủ rồi này. Còn với skill 2 của nó thì đến 80% tỷ lệ làm cho một hàng dọc cũng sẽ ngủ nốt. Hiệu ứng ngủ này của nó thì có thể hóa giải được này. Kyo cũng có thể hóa giải được. Và hiệu ứng ngủ này thì làm địch sẽ bị không thể hành động được. Và nếu mình đánh hai lần chẳng hạn thì sẽ tỉnh dậy. Nếu ở các bản khác thì skill 2 này của nó sẽ gây ra hai loại hiệu ứng ngủ. Các bạn để ý là một con có hiệu ứng ngủ màu trắng trắng là hiệu ứng ngủ có thể hóa giải. Còn con ở đằng sau còn Heracross thì bị hiệu ứng ngủ có ZZ màu đen, đấy hiệu ứng ngủ không thể bị hóa giải và khi mà tỉnh dậy nó còn bị giảm song công và song thủ nữa. thì Darkrai là một con cực kỳ tốt nếu các bạn cảm tưởng như là nuôi nó với tốc độ cao chẳng hạn, đến lượt hành động của nó nó đã làm cho ba thì không thể hành động được rồi. thì chơi với team tốc độ cao nhất là Dark với cả Mega Rayquaza hay là những Pokemon đam tốt với bạn như bây giờ thì Darkrai sẽ là một con giúp cho team bạn có khả năng chiến thắng dễ hơn và đặc biệt là cái sát thương của nó gây ra cũng rất là ổn. TNC thì ngoài việc tạo khiên thì bộ skill của nó lại thiên về toàn cộng phòng thủ, nó sẽ hỗ trợ như là một con vừa tăng và vừa có thể hồi máu cứ khi mỗi lượt kết thúc thì nếu bên bạn mà đang có cái hiệu ứng bất lợi chẳng hạn thì nó sẽ chuyển ba hiệu ứng bất lợi đó bay sang bên địch và kèm theo đó là cứ mỗi cái hiệu bất lợi chuyển sang được bên địch đó thì lại hồi máu cho bản thân, do đó TNC ở thời điểm này nó có thể tự hồi máu cho bản thân mỗi lượt được Còn với Darkrai Cái khả năng của nó đó là skill 1 Có thể cướp được cái Song công của địch Như thế nó sẽ khiến cho cái sát thương nó gây ra nó sẽ cao hơn Cái skill 1 này của nó cướp Song công của địch ấy. Nó sẽ rất là tốt ở trong cái Ải gym Chẳng hạn như là Ải về sau của con Metagross chẳng hạn Thì nó cướp cái Song công đó thì nó tấn công càng lúc càng nhiều với skill 1 thì sát thương gây ra rất rất là cao nó là một con sẽ giúp bạn đi rất là tốt ở ải gym trong hai con này mình nếu mà mình chỉ chọn được một con thôi thì chắc chắn là mình sẽ 80 phần trăm là mình sẽ à, 80 là mình sẽ lấy DNC còn đâu 100 thì mình sẽ chọn nó là con đắc rai mình sẽ mình khoái nó hơn mình cần một con dạng khống chế để giúp mình có thể đi tìm tốt hơn và các bạn thấy đó là sau khi cái tường pha lê của TNC vừa rồi bị phá ra thì nó đã hồi máu kèm theo là máu nó vừa rồi máu mà đồng đội đó đã đầy rồi thì nó biến thành khiên khiên này, này sẽ dựa theo cái song thủ của TNC bạn nuôi TNC song thủ càng cao thì cái khiên nó được tạo ra cũng càng nhiều hồi máu cũng càng nhiều do đó TNC là một con rất là tốt ở bên bạn nó cũng có một khả năng khống chế ở khi ra skill 3 giống như thế này đó là cái phong ấn kim cương nó làm địch cũng không thể hành động và cũng không thể bị hóa giải. Và cứ ra skill 3 như vậy thì nó lại tạo ra cái tường pha lê tiếp. Ở giai đoạn đầu của game thì tường pha lê này nó sẽ rất là chắc chắn. Nhưng càng về sau thì cái tường này chỉ đụng tí là nó sẽ vỡ rồi. Còn với Darkrai. Skill của nó thì nó lại tấn công toàn địch. Và kèm theo đó là sẽ có tỷ lệ làm toàn địch sẽ bị ngủ. Ngủ ở đây là hiệu ứng không thể bị hóa giải. Ác mộng giống như mình vừa giới thiệu vừa rồi có chữ ZZ màu đen hiệu ứng không thể hiệu ứng này thì nó sẽ có tỷ lệ đó 40 phần trăm địch vừa bị ngủ này tỉnh dậy lại bị yếu này thì Darkrai là một con rất là tốt để giúp cho bạn là có thể kiểm soát bên địch được nếu bạn đi cùng với giáp đốt chẳng hạn thì Darkrai với bộ tiềm năng của nó tăng thêm nộ ban đầu cộng thêm giáp đốt nữa thì có thể ở lượt 2 thì nó có thể ra đòn rồi một con giúp cho bạn có thể đi được lâu dài trong một khoảng thời gian nhất là ở hiện tại bản uh, tiếng Việt này chưa được cập nhật bộ skill mới thì Darkrai và Tian Darkrai thì nó sẽ một con uh, rất là ổn đi đi trong một khoảng thời gian dài nhất là nó solo ở trong PvP ấy, à, trong Inigo cũng cực kỳ tốt TNC cũng tương tự như vậy nó cũng là một con solo rất là tốt và nó cũng hỗ trợ rất là ổn cho team thì trong đợt này có hai con này thì các bạn uh, nên lấy cả hai luôn còn nếu mà chỉ chọn một trong hai ấy, thì cũng phải tùy tim của bạn tim bạn là cảm thấy yếu yếu ở hàng trước thì nên lấy TNC còn bạn là cảm thấy ổn ổn rồi Còn lưu ra chẳng hạn thì nên lấy Darkrai thì đó là ý kiến của mình đây là TNC của mình đến thứ sáu này thì bên bản chung nó sẽ cập nhật đó là Mega TNC và mình đang chờ để chuẩn bị lên được con S tiếp theo thứ tư của mình TNC nếu các bạn đã có đi ga rồi thì nó sẽ trùng quà với đi ga đấy quà của nó là của hệ băng đá và thép còn với Darkrai quả của nó là như thế này, nó sẽ trùng với quả của con um, luja rồi. Đây quả của hệ siêu linh bóng tối và thường darkrai nó có một cái skin rất là đẹp, rất là ngầu. Còn với Tianxi cũng vậy, Tianxi cũng có một cái skin. cả hai skin này nó sẽ được bán, rõ dạng như là ở trước ở bản tiếng uh, chung, ấy nó được bán ở trong sự kiện uh, noel này. Đây là skin của hồi hồi đấy skin Noel còn với Darkrai thì nó bán cái skin này ở trong cái thời điểm mà Valentine lễ hội tình nhân. Đây là một skin của nó tên là kẻ Cắp trái tim. Thì hai con này là hai con rất là S+ rất là tốt, các bạn nên lấy. Đây chính là bộ tiềm năng của Rai để nhận biết đó là một con dạng khống chế. Còn đây là bộ tiềm năng của Mega của TNC để biết nó là một dạng hỗ trợ duyên của nó dòng cuối nó sẽ cộng thêm 7,5% giảm thương còn ngược lại duyên của con tắc này ở dòng cuối sẽ cộng thêm 7,5% sát thương hai cộng đợt này đều rất là tốt mình tất nhiên là mình sẽ lấy cả đôi còn nếu các bạn chơi tắc với cả TNC này thì đồ của nó các bạn nên sử dụng đó là trái táo dành cho TNC này nếu bạn không có táo thì các bạn có thể sử dụng cái trái tim này nó cũng sẽ tăng tỷ lệ hồi máu dành cho TNC Ngoài ra các bạn có thể sử dụng bình tím để tăng thêm cái tỷ lệ đỡ. Đó là toàn những đồ có thể ổn cho TNC. Nó là một con trở dạng chuyên về phòng thủ thôi. Sát thương nó gây ra rất là kém. Còn với Darkrai, đây là một con thuộc dạng khống chế. Thì các bạn nên trang bị cho nó tốc độ cao, đó là sử dụng vương miện. Còn nếu các bạn không có vương miện thì các bạn nên sử dụng đĩa tăng thêm sát thương nó rất là nhiều. Còn nếu bạn muốn nó solo ổn ở trong Inigo hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng táo để tăng thêm sinh tồn. Thì đó là ba đồ có thể sử dụng dành cho Darkrai. Rất là tốt tính cách của Drake thì nên lên cộng tốc và trừ PA Tech. Trừ trừ công vật công vật lý và cộng thêm tốc độ này, còn với TNC này các bạn nên chọn cái nào mà dạng như là cộng thêm mà phòng thủ, cộng tốc độ cũng được, mặc dù tốc độ nó rất là kém nhưng mà cộng tốc độ vẫn hơn để nó có thể hành động được sớm. Và trừ đi cái SP-Attack của nó, tại vì à, trừ PA attack của nó bởi vì nó không dùng mà công vật lý. Ok thì hi vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn có thể định hình được là mình sẽ nên lấy S cộng nào ở trong uh, sắp tới Các bạn cứ lấy cả đôi đi Bởi vì uh, các bạn uh, sẽ có được đó là Nếu các bạn không sử dụng uh, Darkrai hay là uh, nữa Thì các bạn sẽ vứt nó vào đây làm phôi Cho SS Cứ S cộng là 4 sao Các bạn vứt vào Thì các bạn sẽ đổi được uh, 10 mảnh đá lên Mega S giống như thế này Cho nên là lúc các bạn chơi thì các bạn đừng nâng lên 5, 6, 7 sao 8 sao chỉ khi nào mà con nào mà cực kỳ tốt thôi chứ còn hiện tại bây giờ chẳng thấy con nào ổn khi lên 8 sao mấy đâu, nhất là các bạn nào mà ít nào. Thì các bạn cứ nên chơi chỉ với 4 sao thôi.